đi chơi. Chạy đâu vậy? Em giữ đi. Nè. Chung là cái dây không có bó cho cổ nè, nó chỉ bó trên nguyên cái bàn vai nên không có đau. Tiền à, bắt đầu quen rồi. Chạy ra chuông hả? Nó quen dây rồi là đeo đi bình thường vậy.